chào các cụ nha. Quay cho các cụ xem em Ford Escape. Giá nhá, có 125 triệu thôi. Mà cả thoải mái luôn, mà cả chán chê mày luôn. Liên hệ cho Lân Tùng về số điện thoại 090 771 9111 nhá. Sản xuất 2003. Số tự động. Máy 3.0. Úi giời, máy 3.0 nó uống nha này. Uống nhẹ thì cũng lửa cái ví. Xe nhà rất nhiều nhá. Quay cho mọi người cái em rẻ rẻ vui vui này thôi. Cửa mở cót kẹt luôn. Lấy số ở trên kia kìa. Cần gạt số nó ở trên vô lăng nhá. Ghế da đê lại hết rồi. Mâm to, lốp to, gầm cực cao nhá. Trông nó rất dị dạng. Biển 8787 XLT 3.0. Giờ 3.0 lốp còn thay mới hoàn toàn rồi nhá. Các cụ về chỉ việc lấy để đi thôi. Lốp thay mới hoàn toàn. Báo động chuông báo đóng cửa, không có cửa gió đều vào phía sau, chuông tắt ly các thứ mòn hết rồi. Ghế da nhăn nheo, độ ngả không có nhiều đâu nhá. Con này là chỉ là 5 chỗ thôi, được cái cốp sau nó rất rộng, 5 chỗ gầm cao. Máy 3 chấm. Đi thì rất khỏe mà nhưng mà đi thì rất khỏe nhưng mà uống xăng thì thôi rồi. Có hơn 100 triệu thôi. Các bác để vào bình luận bên dưới xem là em này là khoảng tầm, nó uống khoảng tầm bao lít. Dáng lóc ngang nhá, cho nên dáng lóc ngang nó đỡ bước gầm cao, trông dáng phong dáng nó rất đẹp. Vuông thành sắc cạnh mà gầm cao, trông nó bề thế nhá, đèn gầm, đèn pha các thứ đầy đủ cả. Nói chung là đủ dùng, đủ cho một chiếc xe, nhưng mà cho cụ nào mà thích trải nghiệm, thích đam mê xăng nó uống như thế thì mua về nuôi, không khác gì nuôi ông bố của cụ già. Thế nên là quay cho mọi người xem, đăng kiểm còn đến tháng 12 này hết. Đăng kiểm tháng 12 nhá. Mời các cụ qua Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng xem xe. Còn cụ nào ở xa em vẫn giao xe trên toàn quốc. Với cái giá của em này 125 triệu chào bán này thì là vẫn còn thương lượng mạnh, thương lượng nhiệt tình. Mà cả nhiệt tình nhá. Đến với em thì nhà em rất nhiều xe. Các cụ có rất nhiều lựa chọn, không xe này thì xe khác, đủ các loại xe luôn, từ giá từ những 100 triệu, hơn 100 triệu đổ lên. Rất nhiều lựa chọn. Xem kênh thì đăng ký kênh nhá. Để lại bình luận xem cụ nào mà có hứng thú, chỉ cần hứng thú thôi. Không cần kết đâu, chỉ cần hứng thú với em này thôi. Liên hệ cho em Lâm Tùng, ngoài ra em có thu mua xe. Cụ nào có xe muốn bán thì liên hệ cho em nhé. Em mua các tỉnh thôi. Mua các tỉnh. Giá nào cũng hợp lý thì xe nào hợp lý, giá hợp lý thì nó lấy. Con này thì biển 4 số tên công ty, đằng sau rồi cái cản gió đằng sau cũng lên, vô lệch một bên, lốp to dày. Thế nhá, em có con Escape sản xuất 2003, máy 3 chấm, số tự động, uống xăng như dầu. Uống xăng như nhà dầu chứ không phải là uống xăng như dầu. 125 triệu. Liên hệ cho em, cô để lại bình luận bên dưới nhé. Đăng ký kênh thì bấm cái biểu tượng chuông, cái video ra cái thì các cụ xem được ngay. Rất nhiều xe em sẽ ra hàng ngày. Cảm ơn anh em. Trông rất đẹp nhé, xe nhìn rất đẹp.